Xin chào những khán giả thân yêu của FPT Play. Một lần nữa thì một mùa giải UEFA Champions League lại cận kề. Và trước đó chúng ta sẽ tới với những loạt trận playoff để xác định những cái tên cuối cùng chính thức tham dự vào vòng bảng của giải đấu số 1 cấp câu lạc bộ tại lục địa già. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa Royal Antwerp và AEK Athens trên sân nhà Bosun Deune của đại diện tới từ Bỉ. Bây giờ chúng ta sẽ tới với đường ra sân của Royal Antwerp. Đứng trong khung gỗ sẽ thủ thành băng áo số 1 Jean Boutes, hàng hậu vệ bao gồm số 2 De Laet, số 44 Koulibaly, số 33 đội trưởng, số 23 đội trưởng Toby Alderweireld và số 34 là Bartley. Những cầu thủ chơi hàng tiền vệ bao gồm số 24 Jürgen Ekelekam, số 48 Vermeeren, số 27 là Keita. Hàng công sẽ là bộ ba số 10 Balik Wissa, số 18 Vincent Janssen và số 17 đó là Ondrejka. Những trọng tài điều khiển trận đấu này chính là trọng tài chính François Letessier, người cũng đã điều khiển trận siêu cúp châu Âu giữa Manchester City và Sevilla. Còn đây sẽ là 11 cái tên ra sân của AEK Athens trong trận đấu này. Đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành mang áo số 30 Athanasiadis. Trong khi đó thì hàng hậu vệ bao gồm số 29 là CDB, số 21 Vida, số 2 đó là Mokudi, số 28 Haji Safi. Hàng tiền vệ bao gồm số 13 Pineda, số 4 đội trưởng Simanski, số 5 đó là Nordi Amrabat, số 10 Steven Juber, số 8 Gacinovic và cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công đó là cầu thủ mang áo số 7 Levi Garcia. Và như vậy hiện một trận đấu giữa Royal Antwerp và AEK Athens đã được bắt đầu. Ở trong trận đấu đầu tiên, đội chủ nhà Royal Antwerp họ sẽ trong trang phục áo đỏ trắng bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của quý vị khán giả. Trong khi đó thì AEK Athens trong trang phục áo vàng sẽ bảo vệ phần sân bên trái màn ảnh của quý vị khán giả. Tình huống lên bóng của các cầu thủ Royal Antwerp, đây là Ekelekam. Đưa bóng vào. Cơ hội, dứt điểm, không được. Đó là tình huống nỗ lực ra chân của Ekelekam. Một lần nữa thì hàng hậu vệ của Athens lại làm việc tốt trong tình huống này. Lên bóng dành cho AEK Athens. Amrabat rất khôn ngoan, đưa bóng vào. Đánh đầu, không vào. Đó là pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của trận đấu này. Và nó thuộc về các cầu thủ AEK Athens. Tình huống mà những trung vệ của Royal Antwerp đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Tình huống đưa bóng vào của Amrabat đã tìm thấy cái đầu của Levi Garcia. Amrabat thường xuyên lùi về để hỗ trợ phòng ngự cùng với CDB. Keita đánh vỗ mặt của cầu thủ Royal Antwerp. Khá hay, cơ một không dành cho cầu thủ Royal Antwerp. Và đó là tình huống lên tiếng của Vincent Janssen. Vincent Janssen đã chơi gần như tàng hình trong khoảng 15 phút đầu trận, nhưng chỉ cần một cơ hội thôi, một cơ hội thì sát thủ người Hà Lan đã lên tiếng để mở tỷ số dành cho Royal Antwerp. Một tình huống mà Vincent Janssen chưa hề rơi vào thế việt vị. Và một tình huống đắt lòng bằng chân trái nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiểm của Vincent Janssen đã giúp cho đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Rất nhạy cảm với tình huống dứt điểm này của Vincent Janssen, người đã có tình huống kiến tạo dành cho cầu thủ người Hà Lan, đó là vị trí của Vermeeren. Tiếp tục là Juber, hợp lý, dứt điểm ngay, không được. Tình huống dứt điểm của đội trưởng Zimaski. Amrabat đang hoạt động rất nhiệt ở khu vực cánh phải. Tiếp tục là quả tạt của Amrabat. Đánh đầu rất nguy hiểm. Thêm một sự kết nối tốt nữa giữa Amrabat và Levi Garcia. Một tình huống qua người đơn giản của cầu thủ mang áo số 5. Và sau đó thêm một quả tạt chất lượng nữa. Và nó lại tìm tới cái đầu của Levi Garcia. Sẽ là một cái thi đấu vất vả ở việc không chiến tới từ những hậu vệ của Royal Antwerp. Không thiếu những tình huống truy cản mạnh mẽ tới từ các cầu thủ của Royal Antwerp. Bên là Levi Garcia, tuyệt vời tới từ vị trí của Alderweireld. Đó là giá trị của cầu thủ người Bỉ ở phòng ngự của Royal Antwerp. Một cái xoài người đúng thời điểm của Toby Alderweireld để ngăn chặn tình huống dứt điểm của Levi Garcia. Nordin Amrabat, tình huống chuyền bóng tốt. Levi Garcia, Levi Garcia không được. Cú
người Bali đã ép Levi Garcia một góc rất hẹp. Cơ hội phản công nhanh dành cho cầu thủ Roan Uop. Malik Wissa. Đường chuyền dành cho Vincent Janssen. Vẫn là Janssen. Qua người thành công rồi Janssen. Dứt điểm không được. Bóng vẫn còn. Không vào. Tình huống dứt điểm của De La Hesse. Người đã có tình huống cản phá là Mukudi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống tranh chấp cực kỳ mạnh mẽ của Janssen đối với Szymanski. Sự cổ vũ nhiệt thành như thế này sẽ đem lại đôi chút sự bất lợi mà tâm lý dành cho AEK Athens. Juba. Cơ hội. Dứt điểm không vào. Đó là tình huống dứt điểm của Pineda. Trước đó thì Juba đã có pha thoát xuống rất hay ở lăng cánh phải. Andreka. Không được. Và bóng an toàn tới từ thủ thành Athanasiadis. Keita. Đường chuyền về rất bất cẩn của Keita và sau đó thì Bataille đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho hậu vệ cánh phải mang áo số 34 của Roan Uop. Một tình huống có thể được coi là báo hại của Keita đối với Bataille. Gacinovic là người đang rất đau ở trên sân. Rất có thể đây sẽ là bước ngoặt của trận đấu này. Cô lên bóng dành cho đối thủ Roan Uop. De La Hesse qua người thành công với Mukudi. Tốc độ của De La Hesse. Bên trong đang có những cầu thủ của Roan Uop rồi. Xử lý rất hợp lý. Nhưng đáng tiếc là trong tình huống vừa rồi thì De La Hesse lại không thể tiếp tục cố gắng để đưa ra tình huống đưa bóng vào. Tiếng huýt sáo tới từ những khán giả của Roan Uop đang dành cho trọng tài Letessier. Eliasson. Đánh đầu. Chuyền cản tiếp tục tới từ vị trí của Keita. Johnson quá khéo. Araujo không được. Những tình huống phòng ngự của Roan Uop vẫn đang diễn ra một cách suôn sẻ. Đây là đường truyền cho tốc độ của cầu thủ mới tung vào sân Abnor Musa. Abnor Musa vẫn là Musa. Và xử lý hơi cá nhân của Abnor Musa. Pineda. Amrabat thêm một quả tạt nữa. Araujo, đây là Johnson. Johnson vẫn không thể dứt điểm qua được những cái chân của những hậu vệ bên phía Roan Uop. Haji Safi. Vẫn là Haji Safi. Rất nguy hiểm. Coutes đã bay người để cản phá. Đúng hơn đó là tình huống dứt điểm của Matalos. Tình huống xử lý tốt của số 20. Thêm một pha đường vào nữa. Đánh đầu. Rất nguy hiểm. Đó là pha đánh đầu ngược của Ponce. Pha bóng mà Ponce cho thấy được sự nhạy cảm của mình. Pha đánh đầu quay lưng về phía khung thành của Butes. Musa. Trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Và đúng lúc này thì ông Letessier đã thổi còi kết thúc trận lượt đi vòng playoff. Trận đấu giữa Roan Uop và AEK Athens. Đội chủ nhà đã kiên cường bảo vệ thành quả của mình ở trong hiệp 1 với thắng lợi 1-0. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo. UEFA Champions League trực tiếp và duy nhất trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.